cho các bạn du học tại Canada, bạn sẽ thấy được chi phí thấp hơn so với nhiều địa điểm khác du học trên thế giới. Trong thế giới phát triển ngày hôm nay thì so với châu Âu, Anh, Mỹ, New Zealand thì Canada mức học phí và chi phí sinh hoạt rất là thấp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về một số thông tin trên. Thực phẩm ở Canada thì sẽ thấp hơn so với các nước khác. Về ăn uống là và các hình thức sinh hoạt vui chơi giải trí cũng thấp hơn các nước khác. Thì giá xăng và xe hơi ở Canada cũng thấp hơn so với các quốc gia khác. Điện cũng rẻ, nhưng mà khi ở tại Canada thì bạn sẽ dùng điện rất nhiều vì sự ấm cho ngôi nhà của bạn trong quá trình mùa đông. Và theo cuộc điều tra mới đây cũng tiết lộ rằng Toronto có chi phí mức sống cao nhất ở Canada, tiếp theo là Vancouver, Calgary và Ottawa, vân vân. Thì chi phí sinh hoạt ở Toronto thấp hơn 30% so với London, Anh Quốc, và chi phí sinh hoạt tại Vancouver thấp hơn 12% so với ở Hà Lan, và chi phí sinh hoạt tại thủ đô Canada, Ottawa, thấp hơn 5% so với Vương quốc Anh. Và khi chi phí cho sinh hoạt của bạn thấp hơn thì bạn cũng có phần tích lũy được cơ hội chi phí cho các hoạt động khác. Và đây cũng chính là một lý do để thu hút du học sinh trên thế giới, và các nhà đầu tư, các doanh nhân đều lựa chọn Canada là điểm đến. Có thể các tính dưới đây cũng cung cấp cho bạn phần nào về thông tin để chuẩn bị về tài chính khi đi du học tại Canada. Thì ví dụ như là cho một chương trình học cao đẳng 2 năm và bạn phải chuẩn bị số tiền như sau là về học phí. Là năm thứ nhất về các bạn sẽ học tiếng Anh thì khoảng 9.000 đô Canada, và năm thứ hai là các bạn sẽ vô chuyên môn thì các bạn mức học phí là khoảng 13.000 đô Canada, và chi phí homestay thì khoảng là 190 đô Canada trên một tuần, hoặc là 760 đô Canada trên một tháng. Và tổng cộng là các bạn sẽ mất khoảng 15.000 đô Canada trên 2 năm học. Và về chi phí sinh hoạt khác là khoảng 2.000 cho đến 3.000 đô Canada trên 1 năm, tổng cộng là khoảng 5.000 đô Canada trên 2 năm học. Và như vậy bạn sẽ tổng cộng có khoảng 41.000 đô Canada cho hành trình du học của bạn trong quá trình học tại Canada. Và về ví dụ thứ hai thì cho một chương trình phổ thông 3 năm học của bạn, bạn sẽ chuẩn bị như sau. Đối với khóa học lớp 10 thì các bạn sẽ học 9 tháng, mức học phí là 14.000 đô Canada bao gồm cả ASL và chi phí và các hình thức khác là khoảng 10.000 đô Canada trên vòng 3 năm. Và về lớp 11 thì các bạn sẽ học khóa 9 tháng và các bạn học mức học phí trung bình là 14.000 đô Canada, thì các chi phí là khoảng 2.000 đô Canada trên vòng 3 năm. Và về lớp 12 mức học phí của các bạn là khoảng 14.000 đô Canada. Vì vậy tổng cộng trong 3 năm học cấp 3 phổ thông của bạn thì bạn sẽ mất khoảng là 78.000 đô Canada. Và như vậy gia đình bạn sẽ phải chuẩn bị khoảng là 78.000 đô Canada trong một khóa học 3 năm này. Và những cái chi phí mà tôi đưa ra cho các bạn ở trên đó là chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin thì các bạn có thể liên hệ với công ty Tân Đại Dương vào giờ hành chính. Ngoài ra còn một khoản chi phí rất nhỏ nhưng mà phải bắt buộc các bạn khi đến du học tại Canada, đó là phí bảo hiểm sức khỏe là khoảng 1.75 đô Canada trên một ngày. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn vui lòng liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương, địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc điện thoại liên lạc 0838484879 hoặc vào website tandaiduong.edu.vn. Xin cảm ơn.